Có rất nhiều anh em trên kênh đã bình luận là muốn chúng tôi giới thiệu một số dòng máy cắt bàn giá phổ thông cho anh em để anh em có thể sử dụng làm công việc gia đình và công việc chuyên nghiệp được. Cho vậy mà trong video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em hai loại dòng máy khá là phổ biến trên thị trường. Thứ nhất là của Makita MT có mã M2403 và thứ hai là của Đông Trang có mã DZG02-355. Anh em hãy cùng theo dõi video để xem loại máy nào phù hợp nhất với công việc của mình nhé. Đăng Hoa.com bao ship mọi đơn hàng trên 200k. Cân nặng của cái máy này là 16 kg, còn cân nặng cả hộp thì là hơn 18 kg. Phía bên này là máy của Makita MT M2403. Thực ra cái mã MT này anh em để ý này, có chữ MT ở đây tức là nó là của Matech chuyển mã sang là Makita nhé. Bây giờ là Makita đã bỏ cái thương hiệu Matech rồi và chuyển sang là Makita MT. Thực tế thì nó không phải là dòng cao cấp đâu nhá, vì MT này nó vẫn là của Matech thôi. Đông Trang thì sẽ có xe kinh doanh sử dụng, phiếu bảo hành và đây thời than. Còn của Makita MT thì nó chỉ có phiếu bảo hành chứ không có đồ thời than đi kẹp. Tay mở thì tất nhiên là cả hai cái đều có. Bây giờ so sánh một chút về thông số kỹ thuật của cả hai máy. Đông Trang DZG02-355 thì công suất của nó là 2000W, tốc độ vòng quay 3.800 vòng/phút. Còn của Makita M2403 thì công suất của nó là 2200W, tức là hơn của Đông Trang là 200W và tốc độ vòng quay của nó không tải thì cũng giống như của Makita, giống như của Đông Trang là 3800 vòng/phút. Bây giờ chúng tôi sẽ so sánh qua cho anh em biết về cái phần kết cấu của máy, khung máy, dây điện và cái vỏ máy xem nó như thế nào. Trước tiên là nói về cái phần đế bàn của máy đi. Phần đế bàn của máy ấy, hiện tại thì tôi đánh giá là cái con Đông Trang này nó sẽ nhẹ hơn này. Đầu tiên đó là khớp nối. Cảm giác mà khi hạ lưỡi xuống thì cái này nó sẽ nhẹ hơn này. Nhẹ hơn là bởi vì nó có thêm cái bộ phận này này. Bộ phận bảo vệ này này, nó nặng hơn thì khi mà ấn xuống nó sẽ nhẹ hơn. Đấy. Cả hai cái đều quá nhanh. Cả hai cái đều là quá nhanh. Cái phần nhựa này là phần nhựa mà nhà sản xuất cho vào để bảo vệ khi nó còn mới nhá. Còn nếu như anh em dùng rồi thì bỏ nó ra. Cả hai cái thì không khác được nhau. Về cái phần chắc chắn thì Đông Trang có thể là chắc chắn hơn một chút xíu. Nhưng mà về phần hoàn thiện này thì Đông Trang thì lại không hoàn thiện bằng Makita rồi. Đông Trang này. Còn đây phần gen hoàn thiện của Makita này. Phần Đông Trang thì cái phần cái thanh thép này thì cái chất thép của nó sẽ kém hơn. Kém hơn. Thì cái màu thép này và cái nước mạ của nó kém hơn. Về cái phần thiết kế của tay cầm ấy thì Makita này dùng thích hơn so với Đông Trang. Thích hơn, cảm giác là thoải mái hơn so với cả Đông Trang. Nhưng mà so với cả kinh nghiệm sửa chữa của tôi rất là nhiều năm rồi, khoảng hơn 10 năm về kinh nghiệm sửa chữa rồi, thì tôi thấy là cái phần tay cầm này của Đông Trang này nó có sự bền bỉ cao hơn so với cả của Makita. Có lần làm mình gửi đi thì cái này bị vỡ mà khách hàng sử dụng thì cái này cũng khá là nhiều lần bị vỡ. Chất nhựa kém hơn so với của Đông Trang. Còn về phần thiết kế thì anh em thấy được là Đông Trang thì chỉ có mỗi cái phần tay cầm bên trên thôi, nó không có phần bảo vệ phần bên dưới như thế này. Về phần công tắc ấy thì cái Makita này dùng thích hơn nhiều so với cả của Đông Trang. Đông Trang cứng hơn so với của Makita. Cảm giác ấn nó sẽ bị mỏi tay và bị đau tay. Makita thì nhẹ nhàng hơn. Và chốt khóa công tắc thì của Makita ngay bên trên, còn của Đông Trang chốt khóa công tắc nhỏ hơn, khó ấn hơn ở ngay bên cửa. Nó sẽ khó ấn hơn so với của Makita. Nói chung về kết luận về phần tay cầm thì của Makita thì thiết kế nó thuộc dạng công thái học, nó sẽ tốt hơn so với của Đông Trang. Về phần vỏ máy ở động cơ thì của Đông Trang này toàn bộ bằng kim loại anh em nhé. Còn của Makita thì nó được làm bằng nhựa. Đông Trang là bằng kim loại thì nó sẽ chắc chắn hơn. Cái phần động cơ ấy, của Đông Trang ấy thì nó sẽ là liền khối so với cả cái chuyển động của hộp bánh răng, nó sẽ là liền khối này. Về độ bền của cái thân nhôm liền khối này sẽ độ bền cao hơn.
cao hơn rất nhiều so với cả cái độ bền của cái nắp ghép này. Đây là cái phần chứa stator và rotor này của Makita này. Còn đây là phần chứa stator và rotor của Đông Trang này. Thì stator và rotor của Đông Trang là liền khối, vỏ chứa liền khối, còn của Makita là vỏ chứa nắp ghép. Dây dẫn của Makita nó vỏ của nó rất là mềm nhá. Không phải. Còn của Đông Trang thì nó sẽ cứng hơn. Dây dẫn của Makita dùng dây 2C nhân 1.25. Còn của Đông Trang thì nó là dây 3 lõi nhân với 1. Vỏ của dây Đông Trang á, đó là vỏ cao su. Còn vỏ của Makita là vỏ của PVC. Đây là vật liệu PVC. Đây là vật liệu cao su. Dây cao su ấy thì cái độ bền của nó là luôn luôn cao hơn. Cao hơn so với dây này. Đúng rồi. Mềm, cứng hơn đúng không? Có thể là cứng hơn. Nó tùy theo từng cái loại nhựa. Nói về độ cứng hay độ mềm thì cũng chưa thể nói được. Nhưng mà khi mà sử dụng thì dây cao su sẽ độ bền cao hơn. Về phần tích cắm của hai loại thì phía này là của Đông Trang, tích cắm chân sinh năm. Còn phía này là của Makita thì nó là chân dẹt. Mặc dù nhỏ gọn, anh em cắm được nhiều loại trên cùng một cái ổ cắm. Nhưng mà của Makita này chân dẹt nó sẽ rất dễ bị tung ra. Còn của Đông Trang mặc dù to hơn, chiếm diện tích hơn, nhưng cái phần chân của nó sẽ ôm sát vào cái phần ổ cắm hơn, cho nên là nó sẽ khó bị tung ra. Đối với tôi thì dùng cái ổ cắm này sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Còn nó của Đông Trang là dây 3, cho nên là nó vẫn có một cái phần để anh em để nối đất, để chống giật. Còn của Makita thì sẽ không có, anh em có thể nối qua vỏ hoặc nối qua cái bàn của máy rất là ok. Bây giờ tôi sẽ chạy thử cả hai máy này để cho anh em so sánh xem tiếng kêu của cả hai máy như nào nhá. Đông Trang thì sẽ có sẵn lưỡi của Đông Trang, còn Makita thì cũng sẽ lắp sẵn lưỡi của Makita vào đây. Trước tiên là của Makita. Makita khởi động là 110 và ổn định là 93 nhá. Rồi Đông Trang. Đông Trang khởi động là 110, ổn định là 101. Có nghĩa là khi cho máy chạy ổn định rồi thì Đông Trang kêu vẫn to hơn so với của Makita. Còn khi mà bắt đầu khởi động thì cả hai máy này kêu tiếng ồn như nhau. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đo công suất không tải và công suất có tải của cả hai máy này cho anh em xem. Của Makita MT có mã M2403. Bây giờ chúng tôi sẽ đo công suất có tải của máy M2403. Bây giờ đến lượt máy Đông Trang. Cái này là công suất không tải. Bắt đầu nhá. Bắt đầu. Công suất có tải ổn định của Đông Trang là 2.500, công suất khởi động lần thứ tư vẫn là 3.200, có nghĩa là công suất khởi động của Đông Trang cực kỳ ổn định luôn. Đó là quá trình test thử về công suất không tải và có tải của chúng tôi. Và anh em có thể xem cái bảng thông số này, anh em có thể so sánh được là công suất có tải, không tải của cả hai loại máy nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ so sánh phần kết cấu rô và stator của cả hai loại máy cho anh em biết.
Phần bên này là của Makita nhá. Còn phần bên này là của Đông Trang. Trước tiên là rô to của cả hai loại. Như anh em thấy là phần rô to của Makita thì nó sẽ luôn có một cái vòng bi đi kèm. Luôn có hai vòng bi đi kèm, vòng bi đầu và vòng bi cuối. Còn Đông Trang thì nó là dòng tầm trung, cho nên là nó sẽ chỉ có rô to thôi chứ không có hai vòng bi đi kèm. Đông Trang, cánh quạt rô to của Đông Trang là bằng sắt. Còn cánh quạt của Makita thì nó là bằng nhựa. Đây là Makita này. Makita thì thân rô. Thân rô là 5 năm này. Thân rô 5 năm. Thân rô 5 năm. Chiều dài, chiều cao của rô này. Chiều cao là 60 này. Còn Đông Trang này. Thân rô là 54 này. Đấy, 54 này. Chiều cao 64 này. Vẫn hơn của Makita đúng không? Hơn Makita. Số cộng đồng. Cái moment xoắn này nó sẽ hơn nhiều. Thế tức là rô của Đông Trang thì nó vẫn hơn của Makita đúng không? Rô của Đông Trang thì nếu như về moment xoắn và độ toàn diện thì nó hơn. Tốt hơn. Hơn Makita. Về phe xét từ đây. Stator phe xét từ. Phe xét từ thì tương đương nhau nhé. Phe xét từ chúng ta tính đến độ mịn này này. Độ mịn này. Đấy. Bên này là Đông Trang, bên này là Makita. Đấy, ngang ngửa nhau, tương đương nhau. Đấy. Đông Trang ngắn hơn này. À Makita ngắn hơn này. Makita ngắn hơn này, nhìn thấy chưa? Đúng không? Đông Trang dài hơn. Đông Trang dài hơn. Đó. Còn về cái phần stator này ấy thì đây là hai cái điểm tiếp xúc với cả chổi than. Thì đây của Đông Trang ấy thì nó là lò xo. Nó bao trọn luôn cả cái ống than. Khi chúng ta cắt độ rung của máy, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến lò xo này cả. Vì lò xo có độ tính đàn hồi mà. Đúng không? Đó. Còn khi mà đây là cái tiếp xúc chổi than của Makita. Thì cái tiếp xúc chổi than của Makita này là độ gài. Cái gài này này. Khi mà các bạn nó bị rung thì nó sẽ bị rung như này. Sẽ có đi những điểm bị mo ve. Và sau này thì cái chân cắm của chổi than, của ống than ấy, nó sẽ bị đánh lửa và bị ăn mòn dần. Đấy, đây là một cái điểm cộng dành cho Đông Trang. Thì cái này nó rất là hay. Đấy, khi dùng với những cái máy độc, máy có chế độ cắt rung ấy thì là cái chổi than này nó sẽ có rất là có ưu điểm hơn so với cả cái phần rắc cắm cài này. Còn cổ góp của Makita đang là 36,5. Dài hơn. Không, xem à. Cổ góp của Đông Trang cũng tương đương nhau. Về phần cổ góp tương đương nhau. Dài hơn đấy. Không, dài hơn, cái này không quan trọng. Dài hơn hay ngắn hơn không quan trọng. Còn bánh răng Makita này chỉ là 7 răng. Còn Đông Trang hiện tại đang là 8 răng. Thì cái 7 răng và cái 8 răng nó khác nhau hoàn toàn nhá. Cái 7 răng này nó tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nó nhanh hơn hơn 10% đấy nhá. Còn cái 8 răng ấy thì nó chậm hơn về tốc độ. Tốc độ sẽ chậm hơn. Nhưng ngược lại ấy thì cái việc mà cái răng này nó nhiều hơn ấy thì nó làm cho vòng quay của cái này này. Nó giảm đi. Vòng quay của cái này giảm đi thì moment xoắn của cái này nó sẽ tăng lên. Moment của con này sẽ tăng lên. Cắt sẽ khỏe hơn. Đó, nhưng về nhanh thì không nhanh bằng con này. Nếu như về độ khỏe thì là con Đông Trang kia sẽ khỏe hơn. Về độ cắt nhanh ấy thì là con Makita này sẽ nhanh hơn. Còn cái việc mà 3.800 vòng trên phút ấy thì khi mà chế độ không tải thì nó vẫn tải được 3.800 vòng ngang nhau. Tải cả hai máy tốc độ sẽ khác nhau. Tốc độ ngang nhau. Còn khi vào tải nó sẽ khác nhau. Khi vào tải thì khác nhau. Ok. Đây là những cái vấn đề cơ bản mà chúng tôi có thể so sánh được cho anh em. Còn những về vấn đề sâu xa hơn thì có lẽ là anh em cần phải trải nghiệm qua để anh em mới có thể biết được. Để nói về độ bền của cả hai máy thì trong quá trình bán, bảo hành và sửa chữa của cả hai máy này, đối với bản thân chúng tôi cảm nhận được thì Đông Trang nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với độ bền của Makita. Về chế độ bảo hành của cả hai loại máy thì nó sẽ đều được bảo hành trong vòng 6 tháng chính hãng. Makita chế độ bảo hành nó sẽ luôn tốt hơn bởi vì trung tâm bảo hành của Makita luôn có trên toàn quốc. Còn Đông Trang thì anh em đều phụ thuộc vào nơi bán thôi. Còn về đồ thay thế thì cả hai loại
độ thay thế thì sẽ là vẫn rất là phổ biến, cho nên là anh em sẽ dễ dàng mua được ở những chỗ sửa chữa. Nếu như anh em muốn tham khảo giá của cả hai loại máy này, anh em có thể truy cập trang web tangnga.com hoặc anh em có thể click vào đường link phía bên dưới ở phần mô tả của video này. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.